Hello, xin chào toàn thể mọi người. Chào mừng tất cả mọi người trở lại kênh Hàng Đồ Điện Nhật Bản. Mình là Tuấn Anh đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người tới một lô máy hiện tại đang có mặt ở nhà mình. Đã qua các bước kiểm tra vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo chức năng cho mọi người sử dụng. Thì các máy đang trên video đây là máy hàng nội địa nước Nhật. Sử dụng điện 100-110V nha mọi người. Đây thì nó có một cặp cưa xích ha. Đây hai máy cưa xích. Máy đục của hàng Toshiba, đục 17 liên anh em. Con này là nguyên bản. Mới luôn. Nước sơn zin còn rất là đẹp nha anh em ha. Rồi sau đó thì con đục mini đó, nhỏ gọn cho anh em thao tác những công việc nhỏ gọn nhẹ hơn. Khoan bê tông, hai chức năng khoan Bosch và Hitachi. Khoan Makita đầu 13 ly, đầu 10 ly, máy bắn vít. Đây, hai máy bắn vít. Máy bào thì có 4 cây. Đó, cưa lọng thì có một loạt 5 6 cây nha anh em ha. Thoải mái này lựa chọn. Chà nhắm gung vuông, chà nhắm gung chữ nhật ha. Máy mài bên đây thì có tiếp tục có một loạt mới nữa. Đó của Hitachi Makita ha. Và trong đó có một con khoan góc nha anh em. Khoan góc dán máy mài ha, đầu kẹp cho anh em thoải mái sử dụng. Đó. Rồi thì mình giới thiệu sơ lược đây là các máy hàng nội địa Nhật sử dụng điện 110V. Đó, anh em lưu ý kỹ trước khi đặt hàng ha, xem mình review chi tiết. Rồi. Ok, phương thức thanh toán bên mình khi anh em mình phải nói rõ cái này cho nhiều anh em hiểu lầm. Thứ nhất là anh em có hai lựa chọn. Thứ nhất là anh em chuyển khoản trước cho mình đầy đủ giá trị đơn hàng, mình sẽ bao ship. Còn anh em không có số tài khoản, tiếp tục phương án thứ hai. Phương án thứ hai là gì? Nhận hàng thanh toán. Nhận hàng thanh toán thì mình sẽ gửi qua, tất cả đều gửi qua đường bưu điện hết, giao về tận nhà cho anh em. Anh em nhận hàng, anh em thanh toán cho shipper, rồi shipper sẽ trả lại cho mình. Như thì cái đó, nhận hàng thanh toán, ship code đó thì mình không bao phí vận chuyển nha anh em. Anh em lưu ý rõ giùm mình nha. Ok, mình nói rõ hết cho anh em nắm ha. Ok, thì sẽ không để mất nhiều thời gian của anh em hết. Phần mất thời gian của anh em nữa, xin lỗi anh em. Thì bây giờ mình sẽ tới phần đánh giá chi tiết. Let's go. Đầu với chương trình ngày hôm nay thì đầu tiên xin kính chúc toàn thể anh em thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, mua may bán đắt, phát lộc phát tài nha anh em. Đó, ok. Thì giao chuyên mục chính ngay thôi, không để mất thời gian của anh em. Máy mài mã số 401 ha anh em. Bắt đầu. Con đầu tiên của hãng Hikuki sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 720W, 12.000 vòng trên một phút, 7.4A anh em, còn này của hãng Hikuki ha. Đó. Lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, làm test chức năng cho anh em xem. Dây điện nguồn dài 3m. Máy mài dây nguồn cơ bản của nó là 3m nha anh em. Đây là con máy đầu tiên dành cho anh em cần sử dụng chức năng ha. Mã 401 giá 300.000 đồng nha anh em. 401 hãng Hikuki ha, giá 300.000 đồng. Tiếp tục 402, chúng ta bắt đầu từ lô mã số 400 nha anh em. Tại vì đợt trước mình đã tới 400 ha, giờ 401, 402. Ok, 402 là con máy mạnh về thương hiệu Makita, sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên một phút của hãng Makita, logo đây. Anh em hãy hỏi mình, máy điện 100 như này thì sử dụng điện 110 được không? Được. Ok anh em, bình thường không vấn đề hết, không cháy nổ, chập dữ dẫn nha anh em. Đó, ok ha. Rồi. Máy này là những là con máy quen thuộc anh em rồi, mình giới thiệu anh em rất là nhiều lần rồi. Dây điện nguồn trung bình của nó là 3m, không có vấn đề gì phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Công tắc phía dưới đuôi, test máy trực tiếp cho anh em xem nha. Makita chính hãng, êm ái, nhẹ nhàng, giá rẻ, 402 giá 350.000 đồng nha anh em. Của Makita ha, có nắp đồng tiền đầy đủ nha. Ok, chúng ta sẽ đến nhanh để đến những con máy tiếp theo nữa. Con 403 là con máy rất là đẹp luôn nha anh em, cực kỳ mới luôn ha. Anh em coi, ngoại hình rất là sạch sẽ, sáng bóng, nước sơn zin còn luôn nha anh em. Đó, đây, tem của nó đây, đầy đủ thông số hết ha. Sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 560W, 12.000 vòng trên một phút, 5.95A. Ok.
của hãng Hitachi, con này rất là mới luôn, anh em có thể xem, còn rất là mới luôn nghe anh em ha. Đó. Nước sơn thì nó bị chày chỗ này một chút nha anh em, nước sơn đó. Còn ngoài ra nước sơn zin còn nguyên nha anh em. Rồi ok, liên nguồn 3m, test chức năng cho anh em xem ha. Cũng rất là ok nha anh em, mã 403 giá 400.000 đồng nha anh em, rất trời mới luôn ha, Hitachi rất là đẹp nha anh em. Đó đây anh em lưu ý là mỗi mã số mình chỉ có một máy duy nhất nha anh em. Nếu mà anh em lỡ mà đặt cái máy nào mà mình đã bán rồi, anh em vui lòng thông cảm lựa máy khác cho mình nha. 404, một cái máy đến từ thương hiệu Hitachi nữa, nhưng mà con này có thắng từ nha anh em ha. Sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 590W, 6.2A, 12.000 vòng trên 1 phút ha. Con này có thắng từ. Đây, cái đầu nó rất đặc biệt nha anh em, tháo bằng cây lục giác nha. Dây nguồn dài 3m. Đây. Test chức năng thắng từ cho anh em xem. Ok, mã 404 giá 450.000 đồng nha anh em. Tiếp tục 405. 405 là con máy mài đến từ thương hiệu Makita. Ô, con này rất ok nha anh em. Sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 9.000 vòng trên 1 phút nha anh em. Đây, logo Makita đây. Anh em con này rất là ok nè ha. 405. Con này rất là đẹp nha anh em. À, ok. Rồi, dây điện nguồn của nó dài 3m. Test chức năng cho anh em xem nha. Công tắc phía dưới đuôi nha anh em. Con này thì chỉ nghe tiếng gió thôi nha anh em ha. Máy rất là êm, rất là êm luôn. Rất là êm nha anh em. Chỉ nghe tiếng gió thôi. Ok, con này rất là hợp lệ dành cho anh em thích dòng Makita nè. Cái máy nhẹ nhàng đó, thiết kế thì quá là quen thuộc với anh em mình rồi, thì mình đã giới thiệu ít nhất cũng không dưới 30 con giống như vậy nha anh em. Mã 405 giá 450.000 đồng nha anh em, rất là êm máy nhẹ nhàng, chính hãng Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật nha anh em. Anh em có yêu cầu thì lấy máy này xài nha, rất là ngon. 405. Tiếp theo 406. À đây, 406 thì cũng là máy mài Makita, nhưng mà con này tem đen ha. Chồng tua của nó là 12.000. Đó, anh em ngồi xem mô hình đó. Tương tự nhau nha anh em. Sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên 1 phút. Mắt in da băng. Này con này có mắt in da băng nha anh em. Đó, con này xuất châu Âu ha. Đó, đây, mô hình đây. Rồi, test chức năng cho anh em xem. Dây điện nguồn dài 3m, trung bình của nó là 3m nha anh em. Cực kỳ êm máy nhẹ nhàng anh em. Theo trải nghiệm của mình đó, thì cái âm thanh khi mà cái máy mài phát ra nó không có lớn quá ha. Có thể lúc mà ghi âm vô thì nó âm thanh sẽ hơi lớn, tại vì nó bị ảnh hưởng tại micro, nhưng mà khi mình trải nghiệm ở ngoài á thì âm thanh nó không có lớn quá, nó không có làm mình cho mình chối tai. Anh em thợ cơ khí cũng biết rồi, cũng đã hiểu cái máy mài thường thường hay chối tai lắm anh em, nhưng mà máy này mình cảm nhận rất là êm dịu, khá là ok, khá là thoải mái. Mã 406 giá 450.000 đồng nha anh em. Makita ha, chính hãng. 407. Đây. 407 là một con siêu phẩm đẹp nha anh em. Cái tem này bị chóc nha, mình tính lột luôn rồi, cố ý để lại cho anh em coi ha. Phía sau cái lớp tem này nè thì nó vẫn còn chữ logo Makita khắc trực tiếp vào thân máy ha. Rồi, mình để nguyên vậy, anh em thích thì để, không thích em về lột ra bỏ. Đây, con này sử dụng song song giữa đĩa một tấc và đĩa 125 được luôn, thiết kế rất thông minh ha, đời rất là cao. Sử dụng điện 100V, 7.4A, 720W, 9.000 vòng trên 1 phút, sử dụng song song giữa đĩa 100 và 125. Ok, cái điện nguồn con này thì cơ bản là mình đã thay dây khác rồi nghe nè, dây zin của nó đã bị đứt,
và bị gách nhiều chỗ lồi thịt nên mình bỏ, mình thay cọng dây khác. Cọng dây này dài 5m à, ha, dài 5m vẫn là dây của Nhật Bản, dẻo dai, cách điện tốt. Nghe nè, bóp rất là nhẹ tay, rất là mềm dẻo ha. Ok, con này đặc biệt chỉ có con này là thay dây thôi nghe nè. Dây điện nguồn của nó là 5m ha. Rồi, test chức năng cho anh em xem. Mã 407, máy đa chức năng sử dụng song song giữa 110-125, dây điện nguồn dài 5m của Makita chính hãng, tem mát đầy đủ, mắt in da băng, giá 500.000 đồng, quá rẻ anh em. Tiếp tục chương trình, Makita đã xong, bây giờ tới Hitachi. Có Hitachi này công tắc trượt nha anh em ha. Anh em có thể xem tem mát của nó, vẫn còn mình xem không được rõ ha. Vẫn xem gõ nhưng mà nó không được đẹp, mình phải nói gõ như vậy, vẫn xem được thông số nhưng không được đẹp. Thì mình sẽ bán theo dạng máy cho anh em sử dụng chức năng. Điện áp 100V, sử dụng điện một tấc 780W, 8A, 12.000 vòng trên 1 phút. Ok chưa, công tắc trượt của hãng Hitachi. Cái điện nguồn dài 3m, test chức năng cho anh em xem trực tiếp video. Dành cho anh em sử dụng chức năng máy mài công tắc trượt ha. Có tem nhưng bán như giống như không tem anh em, giá 400.000 đồng của Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Tiếp theo đây, máy mài đời cao nữa anh em. Con này thì nó le lói được chút xíu tem ha. Đó, còn bên đây thì chốc, bên đây thì chốc 720W, 12.000 vòng trên phút anh em, điện áp 110V ha. Quân boss nha anh em, tem chốc ha, công tắc trượt ha. Con này cái phần vỏ nước sơn zin nó còn nè. Con này mình giới thiệu liên tục khoảng 3-4 clip về con này anh em ha. Mỗi một clip thì có một con máy mới, một máy khác đó. Thì anh em lấy nhiều thì mình cố gắng lấy thêm, anh em đặt hàng rồi mình cố gắng lấy thêm máy khác về bán cho anh em khác nữa. Nhiều anh em mua trượt, mua hụt ha, mua chậm đó, thì con này có thể lấy con này. Công suất là một dùng điện áp 100V nha em, công suất 720W, điện áp là 1000, 12.000 vòng trên phút nha nè. Ok, mình test chức năng cho anh em xem nè. Ôi con này cái tua nó cao khiếp nhỉ, tua cực kỳ cao anh em, dòng tua rất là cao ha. Này của Boss, mã 409, giá 450.000 đồng nha anh em. Cộng dây điện nguồn của nó đi đứt rồi, mình thay cộng dây điện khác vào, cũng điện Nhật luôn, nhưng mà nó hơi nổi xíu, anh em thích thích cộng này thì để, không thích thì có thể yêu cầu mình thay một cộng dây khác. Vẫn là dài 3m nha anh em, 409 giá 450.000 đồng đó. Anh nào, bây giờ mình để yên cho anh em chụp nè, chụp cái tên này xong rồi lên mấy cái trung tâm mua sắm dụng cụ á, hay là những cửa hàng vật tư xây dựng á, coi cái máy này khoảng 1.8-1.9 không nha. Nè chụp đi, 1, 2, 3 bụp rồi xong. Mình nói thiệt, mình có sao nói vậy anh em ơi. 410, 410 con máy đến từ thương hiệu Hikuki, con này tem cực kỳ đẹp nha anh em ha. Hình ok rõ ràng nè đó, bên đây có chày nhẹ chút ha, không ảnh hưởng máy đó. Đã qua sử dụng á, nó càng chạy ít càng tốt thôi anh em ạ, biết nói sao bây giờ. Hãng Hikuki đó, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản đời 2018, 8A, 12.000 vòng trên phút, 780W, điện áp 100V, dây điện nguồn dài 5m anh em. Con này đặc biệt, con một mình con này là dây điện nguồn dài 5m anh em ha. Đó, dây điện nguồn dài 5m. Rồi ok, tới chức năng công tắc trượt. Trượt lên, êm ái nhẹ nhàng. Ok, rất là đầm nha anh em, rất là đầm, không có rung gì hết, rất là đầm. Ok ok, cảm giác khi mà nó khởi động và nó tắt máy rất là nhẹ nhàng ha. Anh em chú bác lớn tuổi sử dụng máy này rất ok, tại vì nó có công tắc trượt rất là an toàn đó. Mã 410, giá chỉ có 500.000 đồng thôi anh em ha, 410, 500.000 đồng.
và con máy 411 thì nó có gì đặc biệt mình sẽ giới thiệu anh em ngay bây giờ. 411 này vẫn là đến từ thương hiệu Hitachi, tập đoàn Hitachi Kuki, nhưng mà tiếc một cái con này bị mất tem nha anh em. Con này mất tem ha, giống y chang con nãy thôi, mình mất tem, nhưng mà nó sử dụng đĩa 125 trực tiếp, không thể sử dụng đĩa 100 nha. 125 anh em, cái đồng tiền rất là to, anh em có thể xem ha, mình so sánh trực tiếp cho anh em. Đây 100 gần 125, con này to hơn anh em. Công suất của nó là 720W, điện áp 100V, 9.000 vòng trên phút anh em, con này 9.000 vòng trên phút nha ha. Trong đất trượt dành cho anh em sử dụng đá mài 125. Chứ liền nó chỉ bị mất cái tem thôi, ngoài ra chức năng nó hoạt động rất ok. Rất là ok luôn anh em cần xài máy này thì điển 125 đến máy này thì xài. Mã 411 giá chỉ có 500.000 đồng thôi nha. Đặc biệt chỉ có một máy duy nhất đầu điển 125 nha. Rồi 412 là con khoan gốc. Con khoan gốc nha anh em, khoan gốc của hãng Makita. Con này thì để mình xem. Đầu 10 ly, điện áp 100V, 300W từ 0 đến 1400 vòng trên phút, 3.2A, thì nguồn dài 3m nha anh em. Nó có hệ thống điều tốc trò nè, bóp nhẹ thì chậm nè, bóp mạnh nè. Ha, có điều tốc trò đây nè, cái này anh em chỉnh vô chỉnh ra cũng được. Nè anh em chỉnh cho nó chậm luôn cũng được nè, chưa nhanh lên nè. Cái này dễ xài anh em, khoan gốc mà dán máy mài ha, điều tốc được nha anh em, điều tốc được thì anh em dễ dàng sử dụng thao tác thôi ha. Của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Mã 412 giá chỉ 400.000 đồng thôi nha. Khi anh em mua máy mình sẽ tặng cho anh em cái khóa này, mở cái đầu này kẹp ra kẹp vô ha. Ok, 412 giá trị 400.000 đồng. Giá mình bán bao cạnh tranh cho anh em thoải mái. Thích mã nào mua cái đó thôi, không có phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều về giá nha anh em. Giá mình rất là vừa chơi cho anh em. Đó. Chà nhám gung của hãng Ryobi. Con này là chà nhám gung ngang 90 dài 180. Có nhiều anh em hỏi cái máy này rồi kẹp cái nhám vô sao? Thì rất là đơn giản thôi, nó có cái lẫy đây. Nè. Anh thấy cái đòn bẩy không? Nè, ra đây cho anh em thấy. Đó, rồi kẹp cái nhám vô xong gài thanh lại. Bên đây cũng vậy thôi. Ở sau cũng vậy thôi. Gài lại rồi kẹp nhám vô, sau đó bấm nút lên rồi chà nhám. Đơn giản thôi, anh em nào chưa biết thì mình giới thiệu cho anh em biết luôn. Công tắc của nó là on nè, off nha anh em. Em nhấn vô off cho mình kim điện nha. Rồi. Đây, on. Rung nè anh em. Chức năng đảm bảo cho anh em sử dụng thoải mái. Điện áp 100V, 2.3A, 190W, 11.000 vòng trên phút của Ryobi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Đây ngoại hình đây. Mã 420 giá 300.000 đồng nha anh em. Cưa lọng mini nhỏ gọn cơ động, dễ dàng thao tác sử dụng. Tem mát đầy đủ, điện áp 100V, 180W, 3.000 vòng trên phút. Nhỏ gọn cho anh em sử dụng mấy cái đồ kỹ thuật mini viên nguồn dài 3m. Của Nhật Bản sản xuất lắp ráp nha anh em. Tới chức năng cho anh em xem ha. Êm máy, nhẹ nhàng, tiện dụng. Mã 421 giá 250.000 đồng nha anh em. Cưa lọng nha. Tiếp theo 422. 422 là đến từ thương hiệu Makita. 422 của hãng Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản.
3.3A, 3.300 vòng trên 1 phút, 310W, điện áp 100V, có đá lưỡi nha anh em. Dây điện nguồn dài 3m ha. Đây dây điện nguồn của Makita luôn nha anh em. Test chức năng cho anh em xem ha. Mã 422 giá 300.000 đồng nha anh em. 423. Con đến từ thương hiệu Black & Decker ha. Con này có đá lưỡi, ngoại hình rất là đẹp. Anh em hãy xem. Nó có cái nắp đựng lưỡi dao dưới đây luôn nha anh em. Đó. Lưỡi cưa lọng ha. Anh em bỏ lưỡi cưa lọng vô đây để là gắn lại kịch rất là gọn gàng. Đó, tiện dụng không bị lạc. Điện áp 100V, sử dụng lưỡi tối đa 45mm, 380W, 3.000 vòng trên 1 phút nha anh em. Dây nguồn dài 3m, tới chức năng cho anh em xem ha. Rất là mạnh mẽ, nhưng mà hơi nó cực kỳ ấm nha anh em. Nghe nó còn ấm áp. Đó, mã 423 giá 350.000 đồng anh em. Bốn hai bốn là một con cưa lẫm từ thương hiệu Hitachi, có đá lưỡi đầy đủ nha anh em ha. Đây CJ69, tem mát hai bên, tem này con này rất là đẹp luôn. 500W nha anh em, sử dụng lưỡi 65mm, điện áp 100V, 5.2A, 3.200 vòng trên 1 phút của hãng Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Nó có ok luôn nè. Dây điện nguồn dài 3m nha anh em. Sẽ chức năng cho anh em xem ha. Rất là mạnh mẽ nha anh em. Thoải mái cho anh em sử dụng luôn. Con này thì bắt vào bằng đầu lục giác ha. Anh em chỉ cần dặn gắn lưỡi vào rồi dặn lục giác lại sẽ siết cực kỳ chặt. Mã 424 giá 400.000 đồng. Khi anh em mua cưa lọng mình thì tặng một cặp lưỡi cho anh em nha. Ha, cho anh em sử dụng. Rồi tiếp theo 425 và 426 nè. 425 máy mài khoảng ta lên, điện áp 100-110V, 480W, 800-3200 vòng trên phút, sử dụng lưỡi tối đa 55mm. Dây điện nguồn dài 3m, có điều tốc, có đá lưỡi. Đây đá lưỡi đây, điều tốc đây. Test chức năng. Mức số 1 nha anh em, mức số 1 nha. 2 3 4 5 6 6 mức điều tốc nha anh em. Con này 6 mức điều tốc nha. Đây, ngoại hình tem mát đầy đủ, có điều tốc, đá lửa đầy đủ, anh em thoải mái tùy chỉnh nè. Đó, mã 425 giá 400.000 đồng nha anh em. 426 của hãng Hitachi, con này tem mát đầy đủ, ngoại hình đẹp, zin nguyên con, sử dụng lưỡi tối đa 65mm, dắt cây đồ nghề theo, nhìn thấy cưng không, quá đã. Điện áp 100V, 400W, 4.2A, từ 0-3200 vòng trên phút, có điều tốc nha anh em. Đó, có đá lưỡi, có điều tốc đầy đủ, điều tốc chỉnh ha. Đây. Còn có cây lục giác để anh em mình tháo lắp mũi lưỡi ở đây nè, nhanh gọn lẹ. Dây nguồn dài 3m, dây điện zin của hãng Hitachi luôn, máy zin nguyên con nguyên bản, dư qua sửa chữa tháo lắp. Đây điều tốc đây anh em, tăng lên đi anh em, tăng, tiếp tục tăng, tăng, tăng hết lắm luôn nha anh em. Rất là ok luôn ha. Mã 426 là phải gọi là cực kỳ xịn luôn rồi. 426 giá 500.000 đồng nha anh em. Tem mát đầy đủ ha. Rất là đẹp nha anh em. Đó, rất là xịn, có lục giác đầy đủ ha. Ok đây. Điều tốc đá lưỡi đầy đủ, 426 giá 500.000 đồng. Tiếp theo là một lô máy bào. Máy bào ở đây thì là máy bào lưỡi 82mm ha anh em. Thì có 4 con giá rẻ cho anh em thử chức năng cũng có, con trung bình cũng có, con đẹp cũng có,
anh em có thể xem trực tiếp từng máy bình luận nha. Cần cái gì thì lấy máy đó. Ok vô. Đây, bào đầu tiên 427, con này 480W, tem mát đầy đủ anh em. 5A, điện áp 100V của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật ha. Lưỡi bào một cặp còn nguyên anh em. Đây, lưỡi là lưỡi ghim theo máy luôn nha, con ốc ghim luôn ha. Có chữ, cái logo chữ M của Makita luôn nè. Máy ghim luôn. Ok, đây màn hình đây. Tùy chỉnh độ nông sao thử, ra vô bình thường. Ok chưa? Rồi, chi tiết nguồn dài 3m, tem mát đầy đủ, test chức năng. Ok, rất là ok, đảm bảo chức năng cho em sử dụng luôn. Mã 427 giá 350.000 đồng, giá rẻ cho anh em ha. 350.000 đồng nha anh em, 427 ha. Ok, quá rẻ. Máy đó dành cho anh em sạc chức năng. Còn anh em nào mà thích xài của Hitachi thì đây có một cây của Hitachi, lưỡi dẫn 82mm luôn. Vô xíu, lưỡi 82mm luôn nha anh em. Hitachi, logo Hitachi. Điện áp 100V, 460W, 15.000 vòng trên phút, 4.8A nha anh em. Lưỡi 82mm, anh em có thể xem trực tiếp tem cực kỳ rõ ngoại hình đây. Ok ha. Rồi, tùy chỉnh rồi năm sau. Úi chà, cứ ngắt vậy ta. Đợi mình 30 giây mình sẽ dùng lịch chút xíu. Đây, dùng lực cho tháo ra nữa sẽ ra thôi. Tùy chỉnh rồi năm sau nha anh em. Ra nè, ha, vô. Mấy cái con này thì bình thường thôi, đâu có gì đâu, ít xài nó cứng, đó là chuyện đương nhiên. Đó ha, rồi ra vô cho anh em nè, vài lần cho nó nhẹ nhàng chút xíu. Anh em về dặn ra vô vài lần nó quen à, nó êm ái rồi à. Mã của nó 428 anh em, vì nguồn nó dài 3m ha. Test chức năng cho anh em xem. Êm ái nhẹ nhàng anh em. Đó, rồi, coi giữ bào cái coi. Đây, giữ bào ghim còn nha anh em. Một lử, hai lử ha. Ok, mã 428 giá 350.000 đồng nha anh em. Thanh lý giá rẻ. Tiếp theo nè, máy xịn hơn, đẹp hơn của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. 429, logo Makita, điện áp 100V, 580W, 12.000 vòng trên 1 phút nha anh em. Khoan, để mình xem. 16.000 vòng trên 1 phút nha anh em. Makita ha, lưỡi bào nguyên, còn đẹp, ok. Con ốc luôn nha anh em, con ốc là của Makita luôn ha. Thì chỉnh độ nông sâu nè. Vô nè, ra nè. Vô ra con này thì nhẹ nhàng thôi anh em. Ok, ghi nguồn 3m của hãng Makita. Test chức năng cho anh em xem. Con này 580W nha anh em, rất là mạnh ha. Anh em sử dụng thoải mái nè. 429 giá 400.000 đồng. Tới con cuối cùng, 430, con này đẹp. Đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tem mát đẹp. Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, 82mm, điện áp 100V, 16.000 vòng trên phút, 5A, 480W. Tem còn, tùy chỉnh rồi năm sau đây. Makita, thấy luôn, đẹp luôn, đế đẹp, tem, lưỡi, sạch bóng, còn nguyên luôn nha anh em. Đây, có ốc Makita luôn ha. Đây, quá ok cái gì. Đây, tay Makita. Ủa, cái ốc có chữ logo Makita luôn.
Rồi hình đây. Mã số 430 nha anh em. Dây điện nguồn dài 3 m. Dây zin Makita luôn. Ha, ok. Test chức năng cho anh em xem. Khoan khoan chưa, để mình tháo cái này ra. Dặn ra dặn vô thử cho anh em xem cái. Đó nè. Ra nè. Vô. Ok chưa? Rồi. Tiếp tục test máy. Cuối cùng vẫn là quan trọng nhất là test máy. Rất là nhạy nha anh em. Mã máy bào 430 giá 500.000 đồng nha anh em. Nguyên bản nguyên zin ha, tem đẹp. Ok. Thoải mái cho anh em lựa chọn. Tiếp theo, máy bắn vít Makita. Dây điện nguồn dài 5 m. Đây nè, dây nguồn dài 5 m nha. Khoảng Makita. Tem mát đầy đủ, điện áp 100V, 300W từ 0 đến 3000 từ 0 đến 3000 vòng trên phút. Sorry anh em mình nói lộn ha. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Đảo chiều. Có búa có gấp trượt đầy đủ nha anh em. Tới chức năng cho anh em xem. Điều tốc cò, anh em bấm nhẹ sẽ chậm, bấm mạnh sẽ nhanh. Ok chưa? Điều tốc cò. Đảo chiều đầy đủ nha anh em. Vô nè. Ra nè. Cò cực kỳ nhạy anh em. Có điều tốc cò anh em dễ dàng sử dụng thao tác ha. Mã 415 giá 350.000 đồng nha anh em. Điều nguồn dài 5 m, bó dây điện xong là hết 100.000 nha anh em. Quá rẻ. Tiếp theo 417. Máy bắn vít Hitachi. Tem mát đầy đủ. 3.8 A. Điện áp 100V, 360W. Của hãng Hitachi nha anh em. Có búa. Có cấp trượt. Có thắng từ, đảo chiều đầy đủ dây nguồn dài 5 m, anh em có thể xem ha. Đây. Tới chức năng. Điều tốc cò. Bấm nhẹ chậm, bấm mạnh nhanh. Đảo chiều. Có thắng từ nha anh em. Con này rất là mạnh anh em. Khi mình bóp cò thôi cái tay mình giật giật luôn nè anh em. Lực siết của nó rất là mạnh ha. Đời rất là cao, rất là xịn cho anh em. Mã 417 cực kỳ ngầu. Anh em nhìn ngoài hình đó nè. Rất là ngầu luôn anh em. Đời rất là cao của hãng Hitachi ha. Con này là con cạnh tranh với con đầu khía của Makita nè. Mã 417 giá 500.000 đồng anh em. Điện nguồn dài 5 m ha. Bó rất là dài nha anh em. Tiếp theo tới những con khoan mà anh em cực kỳ yêu thích nè. Đấy, hai cái cưa xích để chút xíu mình sẽ quay sau. Khoan đa năng, full chức năng, khoan thường, khoan búa. Đảo ra đây ha. Rồi. Đảo chiều. Điều tốc. Blast and Lasker, thương hiệu của Mỹ. Đầu nhẹ nhàng êm ái, con này đầu 10 liên anh em, tem mát đầy đủ. Điện áp 100V, 450W. Từ 0 đến 2800 vòng trên 1 phút nha anh em. Đầu 10 ly ha. Tem mát đầy đủ hai bên đẹp. Ok, test chức năng. Dây nguồn dài 3 m. Điều tốc cò luôn nha anh em. Anh em bấm nhẹ nè. Con này rất là êm ái luôn. Mình đang để mức điều tốc thấp nhất. Chỉnh lên nè. Lên mạnh nhất cho anh em xem nha. Rồi anh em muốn điều tốc cò, anh em chỉ cần dặn nó về giữa thôi. Dặn nó về cái mức giữa. Khi anh em bấm nhẹ, nó sẽ rất là chậm. Bấm mạnh vào. Rất là nhanh. Ok chưa? Hệ thống điều tốc đảo chiều của nó rất là ok ha. Khoan, chưa chưa chưa.
hệ thống điều tóc rất là ngon, dây tóc cò để chỉnh. Tiếp tục đảo chiều, mình cứ test cái này, test hai cái một lượt luôn, vừa test cái đầu vừa test đảo chiều nha. Đây đảo chiều nè, ăn vô nè, đó hài lòng chưa? Đó, con này rất là êm anh em, hai chức năng nè, khoan búa khoan thường nè, xứng đáng đồng tiền bát gạo anh em bỏ ra ha, rất là đẹp luôn, cầm rất là ngầu nha. Ok, mã 413 giá 450.000 đồng, full chức năng, anh em mua về đi sử dụng thôi, điện áp 100V, đảo chiều nè, điều tóc nè, dây tóc chỉnh, dây tóc cò, khoan búa khoan thường, đầu nhẹ nhàng, máy nguyên bản nguyên kia, 450.000, rất là ngon lành. Cho anh em khoan này khoan nọ bán dít thoải mái. Nếu anh em cần một máy xịn hơn nhỏ đồng 13 ly, mình sẽ tiếp tục giới thiệu em câu tiếp theo ha. Đấy, 414. Con 414 này thì có gì đặc biệt? Thứ nhất là nó là giống như là hợp Trung Quốc kia anh em. Tại sao? Phần thân máy này là do Anh lắp ráp, phần đầu của Đức, phần đầu của Đức nha anh em. Gạt máy này anh em thử xem, Đức cung cấp ha. Nhưng mà cái máy này là của Makita, của Nhật, nó như là hợp Trung Quốc rồi còn gì nữa nè. Chức năng như thế nào? Khoan búa khoan thường, nói hả, nói về Anh sản xuất anh em đâu có tin. Made in England, England anh em, Made in England nè, là Anh nè, đúng không? Của hãng Makita, đầu 15 ly là cái đầu nó 13 nhưng mà sử dụng mũi khoan to tới 15 ly được anh em. Điện áp 100V 550W ha, 5.8A từ 0 đến 2800 vòng trên 1 phút. Ok chưa? Của Makita. Đảo chiều, điều tóc cò đầu 13 ly, khoan búa khoan thường, dây nguồn dài 3m của Makita. Test. Điều tóc cò rất là ngon nha anh em. Rất là đã ha. Ok, để mình sẽ test cái đầu cho anh em xem nha. Rất là nhẹ nhàng, đầu chuẩn đứt rất là nhẹ nhàng anh em, rất là đã luôn. Ok, mã 414 giá 500.000 đồng nha anh em ha, của Anh sản xuất lắp ráp nha, nhập Nhật, Makita con rất là ok luôn nha. Theo là cặp cưa xích đi anh em ơi ha, cưa xích xong mình ta qua khoan bê tông như ấy là ngon lành, không máy đục. Đó, cưa xích Makita có nắp bảo vệ luôn nha anh em ha. Con này của Makita là của thằng Ruby anh em. Đây, con này thì quá quen thuộc anh em ơi, đâu có gì đâu nữa mà lạ lùng gì ha. Đây, M501 lam 3 tấc, điện áp 100V 680W 360 vòng trên 1 phút của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật nha anh em. Rồi, các chức năng có hệ thống phun nhớt tự động, anh em chăm nhớt kìa, khi máy hoạt động thì nó sẽ phun ra nuôi nhớ nuôi lam ha, dây nguồn dài 3m. Đợt này thì nó về được cái nắp lam thì mình tặng anh em luôn nha anh em, giá cũng như vậy thôi, không thay đổi gì chứ ha. Mã 3 sau ghi tên, mã 435 giá 550.000 đồng anh em. Bốn ba sáu thì con này của hãng Ruby, nhưng mà anh em lưu ý một điều á, là cái xích lam này của Makita. Tại sao? Tại vì cái lam xích của Ruby lúc nó về máy thì nó bị gãy luôn rồi, nó bị gãy chỗ này luôn rồi ha, nên mình dùng cái lam của thằng Makita mình thay vô cho nó xịn đó, nhưng mà chức năng vẫn hoạt động bình thường. Mình sẽ test cho anh em xem, nó có nắp Ruby luôn nha anh em, nó cho mình cái nắp luôn á. Về được cái nắp thì mình tặng cái nắp cho anh em luôn, chứ mình đâu có giữ nắp để làm gì. Rồi, vào phần máy nào. Điện áp 100V, 12A, 1150W, 360 vòng trên 1 phút nha anh em. Đây, con này có thắng tự luôn nha anh em ha. Ngoại hình ở đây anh em. Hệ thống phun nhớt tự động luôn, có nghĩa là chăm nhớt vào, máy hoạt động nó sẽ tự phun nhớt cái nuôi lam.
Ngồi hình đây. Dây điện nguồn dài 5m nha anh em. Con dây của nó thì bị đứt rồi, mình thay con dây mới 5m luôn cho anh em dài dài nên dễ dàng sử dụng nha. Con này thì có thắng từ ha. Có thắng từ thì anh em xài ngon lắm nè. Test cho anh em xem. Có nghĩa là mình buông ra là tắt liền anh em. Mình biết sẽ có nhiều anh em rất là thắc mắc con GB mà gắn cái lam của thằng Makita vô có xài có bị gì không? Thưa là không, tại vì nó lam chỉ là cái miếng thép thôi để cho cộng dây sức chèm chọn thôi, nó không liên quan gì. Không ảnh hưởng gì tới máy cho anh em. Có thắng từ ha. Dây điện nguồn dài 5m mình đã thay dây 5m cho anh em rồi. Mã 436 giá 600.000 đồng anh em. Có nắp tặng anh em cái nắp luôn. Đó. 600.000 đồng ha. Anh em nào thích thì xài, không thích lấy Makita xài, thoải mái. Rồi anh em cần xài ổ điện hay gì đó mình cũng có nha anh em. Ha. Ổ điện, ổ ghim đó anh em, đó. Mấy ổ ghim mà cho cái máy nội địa của mình nè, làm ổ nguồn á thì mình cũng có, anh em cần xài liên hệ mình. Một ổ chỉ có 600.000 thôi. Ổ lộn anh em, một ổ 6 lỗ, 6 ổ ghim, 6 công tắc chỉ có 100.000 thôi nha anh em. Rất là rẻ ha. Thì bây giờ mình tới chương mục chính mà nhiều anh em cực kỳ yêu thích đây. Thì đây là máy khoan bê tông. Anh em xem rõ không? Mình sửa camera lại một chút. Sửa camera lại cho anh em xem cho nó rõ nha anh em. Mình thích anh em xem rõ ràng hết để lựa chọn thoải mái. Rồi. Máy khoan bê tông Hitachi. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Tên của nó là DH24BD. Con này rất là lực anh em, cái ống hút thổi hơi nữa ha. Cái gì nguồn dài 5m. Dây zin luôn anh em, máy zin nguyên bản luôn á. Tem mát đầy đủ, điện áp 100V, 620W. Từ 0 đến 1050 vòng trên phút, 6.5A. Sử dụng mũi tối đa 24 ly của Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Anh em xem máy rất là lực anh em ha, tay cầm hỗ trợ luôn nè. Rồi. Nó thì sử dụng mũi gài giống như thằng Boss thôi anh em. Một cái một rồi lụm. Test chức năng giữ mũi cho anh em xem đây. Đặc biệt con này nó có đảo chiều ha. Con này có đảo chiều luôn. Ok. Rồi test chức năng. Mình sẽ thử chức năng khoan thường trước nha anh em. Công tắc nằm dưới đây ha. Chức năng khoan thường. Có điều tóc cò, có đảo chiều luôn nha anh em. Ha, đây là chức năng khoan thường, có đảo chiều đầy đủ. Mình test chức năng khoan bê tông cho anh em xem. Bao mạnh nha anh em. Búa nó ghê không? Nó nhòi vậy. Lúc mà anh em khoan tường nó còn nhẹ hơn nữa. Tại sao? Tại vì miếng gỗ này nó cứng hơn tường. Tường mình nó tường xây bằng gạch á, nó mỏng. Khoan nhẹ lắm. Mình khoan mấy lỗ rồi, khoan thử rồi. Để tường bấm é là vô, é là vô. Lắp đặt, tháo lắp đơn giản. Anh em đi công trình cũng ok ha. Đảo chiều rồi nha anh em. Mã 431 giá 650.000 đồng nha anh em. Trời ơi nó rẻ bèo luôn á anh em. Một cái máy ghi nguyên bản luôn á. Là có 600 mấy ngàn mới chát luôn nè. Không mua máy này thì mua máy nào nữa. Ok, tháo lắp đơn giản. 650.000 đồng cho con máy khoan bê tông. Quá đẹp, quá rẻ. Rồi dành cho những tín đồ của Boss. Khoan phải Boss. Đó, thì khoan phải Boss thì có cái khoan Boss đấy. Ok không? Tháo lắp mũi trước cái đi tính. Ok, dây điện nguồn dài 5m. Tem mát đầy đủ, điện áp 100V, 500W, 2 gạch 22E, made in Germany, 5.3A ha, Boss. Nhập Nhật. Test chức năng. Con này hai chức năng khoan thường và khoan bê tông, giống như mọi con màn hình hay quay cho anh em xem thôi. Cái hướng này khoan thẳng lên trời, có nghĩa khi anh em cầm gì nè, cái này hướng thẳng lên trời là khoan thường.
Coi có gì đâu còn anh em. Chức năng khoan bê tông. Chĩa thẳng vô ha, búa chĩa vô là khoan bê tông. Đúng là thương hiệu Boss. Chức năng khoan bê tông tạo nên thương hiệu Boss thật sự rất là đã, dàn cơ rất là xịn luôn. Chức năng giữ mũi nha anh em, lưu ý á là mình rất là đặc biệt quan tâm về cái độ giữ mũi của cây khoan, nên khi anh em mua máy không cần, không có sợ gì hết, mà đã thử rất là nhiều lần rồi, thậm chí mình thử test trực tiếp cho anh em xem nữa nè đó. Nhưng mà nó xúc lại xúc rồi, mà nó không xúc là nó không xúc thôi ha. Tại vì mình cũng ghét lắm, lúc trước mình có đi công trình mình làm xài mấy cái bot dởm anh em, nó hay xúc cái đầu ra bởi mình ghét lắm. Khi mà mình quay máy cho anh em thì mình sẽ test rất là kỹ để cho anh em yên tâm sử dụng, mua về quốc là cái quốc luôn à. Mã 432 giá 700.000 đồng, dây nguồn dài 5m, tay cầm hỗ trợ xịn sò, búa mạnh mẽ quá ngon, đứt nhập nhật anh em. Rồi tiếp tục, đây là con máy mà anh em yêu thích, máy đục bê tông 17 ly nhưng mà là máy mini, công suất chỉ có 550W thôi, dành cho anh em băm tường, đục gạch nhỏ nhẹ hoặc là thi công ống nước, ống điện nhỏ nhẹ gọn. Tại sao khi anh em sử dụng máy đó quá to thì em lên dàn cao thì sẽ hơi cực, nhưng mà cái này thì nhỏ gọn nhẹ hơn. Chức năng nhất, một chức năng nhất đục, coi này của Makita, điện áp 100V 505W từ 0 đến 320 vòng trên phút, made in da băng luôn anh em. Ok, mũi, lắp mũi thì đơn giản thôi, anh em đã thấy hai cái con tán ở đây không, đây nè, cái này đẩy ra đẩy vô nè đó, đẩy ra đẩy vô, anh em đẩy vào cho mình, bỏ mũi vô gắn lại, rồi sau đó anh em lấy chìa khóa anh em siết hai ngăn này lại anh em ha. Cái này là mình test chơi, cho test thử máy, test thử máy nên mình không có mà siết vô, nên mình tháo lắp dễ thôi. Khi anh sử dụng anh em siết vô cái lưỡi sẽ giữ rất là chặt ha. Dây nguồn dài 3m nha anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử tới chức năng duy nhất của nó, là test máy là chức năng đục bê tông nè. Một chức năng duy nhất đục bê tông, nhỏ gọn nhẹ mà Makita made in Japan. Khi anh em mua máy mình sẽ tặng luôn mũi đục cho anh em sử dụng. Mã 433 giá chỉ có 600.000 đồng thôi nha anh em. 600.000 đồng nha. Tháo lắp mũi đơn giản gọn nhẹ thôi. Đây. Đó ha. Rồi, vậy thôi. 600.000 đồng. Đây, đó là máy mini. Rồi tới tiếp mục dành cho anh em sử dụng máy mạnh, máy to, máy gin, máy xịn, cực mạnh. Đây, máy đục Toshiba, con này nguyên bản nha anh em, nguyên bản. Cộng dây, chỉ có cộng dây là mình đứt, mình thay dây khác thôi. Ngoài ra dành nguyên cái máy không đụng gì hết, không vệ sinh luôn, xách về là nó gì luôn. Đây, tem mát nè của hãng Toshiba, điện áp 100V 3200 vòng trên phút, 11A 1050W, đục 17 ly, bao mạnh anh em luôn, bao lực. Cái chốt này là nó gì nha anh em, mình sẽ cần phải một cái gì đó cứng cứng cho mình gõ qua chứ lấy cái tay sao chịu nổi. Gõ nó qua nè. Đó. Gõ nó lọt qua gì lụm nha anh em. Này. Nó có cái thế cái hãm cái khoe nó hãm nha anh em. Giống như cái thế gài á, đó. Giữ cái mũi mình nó chặt. Rồi. Máy đục nguyên bản nguyên zin, nước sơn zin của Toshiba. Đục 17 ly. Để mình test thực đục nó cho anh em xem.
test khơi khơi thôi mà nó búa cỡ đó nó rồi vô tường nó cỡ nào nữa nè. À, test cho anh em xem chơi nha. Cực kỳ mạnh nha anh em. Con này đem đi công trình đục thì bao ngon. Đây, anh em có thể xem. Test sơ sơ cho anh em nắm thôi. Chứ thực chất ra là nó đục rất là lực ha. Mình sợ đục mà họ bể gạch luôn. Quá mạnh. Con này rất là đẹp luôn anh em. Nước sơn zin luôn á. Máy nguyên bản nguyên zin. À, cộng dây thay, báo rõ cộng dây thay ha. Nếu anh em thích cộng dây đứt đứt thì mình để cộng dây đứt đứt vô cho anh em xem. Tem mát đầy đủ. Đây, xịn sò. Quá dữ ha. À, khi anh em mua máy mình tặng anh em một mũi đục thép của Nhật luôn anh em ha. Cho anh em sử dụng, bao bền. Máy 434 giá 750.000 đồng anh em. Một con máy nguyên bản như có 750.000 đồng. Quá rẻ. Đây sẽ để ra cho anh em xem. Ha. Tháo cái mũi ra luôn để anh em nắm cái chức ăn mũi thì đơn giản thôi, không có gì đâu khó. Anh em lực á, mạnh á, em bẻ một cái lại ra, còn mình yếu quá cái búa mình gõ nha anh em. Đây ha. Tháo lắp đơn giản gọn gàng. Ok, anh em xem kỹ nha, miếng sơn nữa nè ha. Rất là ngon lành nha anh em. Ok, thì con máy 434 này là con máy cuối cùng mình quay cho anh em xem. Đó, mời anh em xem tham khảo. Anh em có nhu cầu sử dụng máy nào liên hệ với mình qua số điện thoại 0964888759 để góc trái màn hình nha anh em. Mọi cái anh em đặt hàng anh em lưu ý là anh em comment ở trên YouTube thì vẫn ok, nhưng mà mình sẽ trả lời chậm hơn tại vì nó không có thông báo. Ha, anh em muốn nhanh á, anh em điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin về Zalo nó sẽ có thông báo liền, mình coi được liền. Còn trong YouTube nó đâu có thông báo đâu anh em, nó không có chuông không có gì chứ. Thì nó sẽ mình sẽ khó cập nhật cho anh em thôi. Ok, thì mình sắp tới đây mình sẽ giống như mình có muốn tạo một cái group ha, một cái group về hàng nội địa Nhật ở trên Zalo. Nếu anh em nào quan tâm á thì mình sẽ mời anh em vào trong nhóm đó. Thì trong nhóm đó mình sẽ có những cái cuộc trò chuyện về máy móc này nọ, hoặc là khi mà mình sẽ chuẩn bị lên video hay là mình đang đi lấy đồ hay là mình anh em cần cái gì á, anh em nhắn tin gì đó thì mình sẽ thấy liền. Hoặc là anh em mình lên video gì đó, mình lên máy gì, mình chụp hình máy gì, máy nào máy nọ, máy này máy nọ thì anh em sẽ xem được ngay. Nó sẽ rất là đơn giản anh em. Thì anh em nào thích vào thì mình sẽ đi mời về nhóm đó, còn anh em nào không thích mời, không thích vào thì thôi, đâu có gì đâu. Đó, ok. Thì ở trong đó mình sẽ cập nhật liên tục máy nào mới lên, máy nào đã bán rồi, hay là máy nào lên điện, máy nào còn điện zin thì thông tin mình sẽ bỏ trong đó thôi, không có gì hết. Ok, mình muốn giới thiệu chia sẻ anh em gì thôi. Anh em nào muốn vào nhóm, vào group của mình thì hãy liên hệ qua số 0964888779 nha, mình sẽ mời anh em vào nhóm ha. Ok, thì mình xin chia sẻ phương thức thanh toán mình khi anh em chuyển khoản đủ giá trị đơn hàng mình sẽ bao ship. Bao ship có nghĩa là tiền ship bưu điện nó thu, chứ không phải là nó không có thu nha anh em, nó luôn thu ha. Nếu anh em chuyển khoản cho mình thì mình sẽ dùng tiền của mình trả tiền ship cho anh em. Còn nếu anh em muốn nhận hàng thanh toán thì mình vẫn gửi qua đường bưu điện thôi, không có đường nào khác, chứ chỉ có đường bưu điện hoặc là dịch vụ vận chuyển này nọ đó. Thì bưu điện nè, Viettel Post, giao hàng tiết kiệm ha, thì mình sẽ gửi qua cái đó cho anh em. Thì anh em muốn nhận hàng thanh toán, nghĩa là ship COD á, nhận hàng thanh toán thì mình vẫn gửi bình thường, nhưng mà mình không bao phí vận chuyển anh em nhé. À, những con máy lớn anh em lồng cọc mình 10% gì đơn hàng, như máy đục nè, máy lớn á, chứ máy nhỏ máy mài 200-300 ngàn, 400 ngàn thôi khỏi cọc. Đó chỉ những cái vài trăm ngàn không có vấn đề nha anh em. Máy lớn anh em cọc cho mình tại nó khá nặng ha. Ok, mình cũng muốn chia sẻ chút xíu thông tin vấn đề với anh em thôi. Đó, mọi ý kiến thắc mắc anh em hãy liên hệ trực tiếp với mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp anh em trong video sắp tới ha. Hãy đăng ký kênh, ấn vào cái chuông để theo dõi những máy mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.